được phát sóng bởi Ban Quả báo Đài Truyền hình Bắc Thình Lình Láng Hạ. Chương trình tin tức duy nhất không cho các phóng viên biết trước kịch bản cho tới khi bấm máy quay. Bất cứ ai cười mỉm, cười to, cười ỉa đều sẽ phải nhận hình phạt. Và đây là bản tin cấm cười. Xin chào buổi tối quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin cấm cười. Nơi mà chúng tôi cũng chẳng biết là có gì trong bản tin hôm nay. Đặc biệt chúng tôi sẽ bị đấm lõm nếu hé miệng cười dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi là thích cười và lợ và cười ỉa. Và để bắt đầu cho bản tin ngày hôm nay, một sự cố hy hữu đã xảy ra tại một bệnh viện tên chữa cho vui. Hai ngày trước, một học sinh trung học đã giả mạo thành một bác sĩ phụ tá để cùng bác sĩ chính thực hiện ca phẫu thuật cắt bao quy đầu. Học sinh đã giả mạo chót lọt đến tận phòng phẫu thuật và sự thật chỉ được hé lộ khi bác sĩ nói kéo và học sinh lại giơ búa vì tưởng đang oản tù tì ở sân trường. Hi hi. Sau sự việc, học sinh này đã tiết lộ động cơ giả mạo của mình là tối hôm qua bố em thách em thử làm bác sĩ đi xem nào. Có vẻ như kỳ thi tốt nghiệp tới đây khiến rất nhiều học sinh hoang mang. Chính vì thế, sự ủng hộ và chăm sóc tận tình của các phụ huynh là vô cùng cần thiết. Không chỉ có các học sinh căng thẳng, mà có vẻ như chúng ta đang đón nhận một tin tức căng thẳng nữa từ phóng viên của hiện trường. Còn cái nịt. Xin cảm ơn Thích Cười, VL và Quý Nghĩa. Tôi là Còn Cái Nịt. Trong buổi chiều hôm nay, đường dây nóng đã nhận được cuộc gọi báo tin mất tích. Đối tượng mất tích chính là liên sĩ của Thùy Nga. Hiện giờ phía cảnh sát vẫn đang... Khoan! Có vẻ như trường hợp này, có vẻ như trường quay đang trực tiếp nhận được một tin tình báo biết vị trí chính xác liên sỉ của Thúy Nga. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Ai? Cái gì? Túi đen đen. À không, cháu không thấy cái túi đen nào cả. Chắc rơi ở đâu chứ, cần làm gì có chuyện rơi đấy. Cháu ngồi đây từ sớm, không thấy đâu cả. Tin mừng là chúng ta tìm thấy nịt, nhưng sao phóng viên Còn Cái Nịt vẫn có vẻ căng thẳng vậy? Còn cái nịt. Đây chính xác là điều tôi muốn nói đến. Có vẻ Còn Cái Nịt đang nôn nao khốn đốn khi kiểu này lỡ lượn một vị luộc lợn luộc lợn lùng trong khi vẫn đang theo sát. Chế độ ăn kia khác nghe. Để bù cho sai lầm này, có lại luộc hột vịt lợn nhưng luộc lợn hột vịt lạc, luộc lại lợn hột vịt lợn lại lợn luộc hột vịt lạc vẫn không có hột vịt lợn. Quý nghĩa, hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi im lặng là vì còn đang bàng hoàng trước tin tức nóng hổi nhất năm đến từ các sàn thương mại điện tử online. Theo nghiên cứu mới nhất, mùng 1 tháng 1, mùng 2 tháng 2, mùng 3 tháng 3, mùng 1 tháng 4, mùng 5 tháng 5. Nếu các bạn lấy số ngày trừ đi số tháng thì kết quả chính là số tiền còn lại của bạn sau những cuộc càn quét ví tàn khốc nhất. Rất nhiều chương trình sale sập sàn, chun nịt giảm đến 90%, hàng trăm sản phẩm 1K, vậy mà vẫn còn một mặt hàng ngang nhiên tồn đọng lại, mặt hàng có tên Chí Nguyên. Các nhà nghiên cứu cho rằng dù có thêm bao nhiêu ngày sale nữa thì cũng khó lòng thanh lý được sản phẩm được coi là ế. Thật ngạc nhiên. Tôi cũng biết một người có tên là Chí Nguyên. Và ngạc nhiên hơn nữa, Chí Nguyên đang yêu. Chí Nguyên đang yêu một cái tên Chi. Chí Nguyên yêu một người tên Chi và bạn Chi cũng yêu Chí. Hai người cũng yêu qua yêu lại, yêu lên yêu xuống. Bạn Chi rất ra dáng bạn gái và bạn trai của bạn ý cũng rất ra dáng bạn gái. Hai bạn cùng với một bạn tên Tiến Anh lập hội ba bạn gái và có một mối quan hệ ba người khăng khít. Tôi nghe được tiếng khịt mũi từ trường quay. Có phải các anh đã đánh hơi được gói bánh mà tôi kiếm được từ đợt siêu khủng vừa rồi không? Thực sự nể phục hiếu dắt chó sẵn của anh. Tôi còn không tốn một đồng nào. Giá siêu rẻ như cho. Nhưng tôi vẫn năn nỉ anh nhân viên bán hàng cho không. Với tư cách là một phóng viên thì mình trực tiếp. Có vẻ như liêm sỉ của Thúy Nga lại mất tích một lần nữa, y như cái cách chủ cửa hàng cà phê đang trá hình mới trốn thoát trong buổi chiều ngày hôm nay. Công an đã đến và bắt một quả tang quán cà phê cuối ngõ không hề bán cà phê mà chỉ là chỗ cà phê. Qua điều tra cho thấy quán cà phê không có khách uống nước nhưng quán vẫn không bị sập hay lỗ mà chỉ có một vị khách quen thuộc nào cũng đến chơi để lỗ, vị khách tên Anh, nickname là giang hồ là OPD. Khi bị bắt gặp, y đang bắt wifi để học online. Sự bạo hành cũng như sự trong sạch trong vụ án này của OPD vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Liệu y còn nắm đầu một đường dây nóng hay nắm một cái đầu nóng? Chúng ta sẽ biết sau một cuộc điều tra từ các tổ chức có thẩm quyền. Hoặc mong là chúng ta không cần phải biết. Và đó cũng là kết thúc cho bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các quý vị khán giả đã dành thời gian xem hết bản tin này. Nếu có ai đó cười hay cảm thấy may mắn vì không có ai cầm găng tay đỏ đang đứng cạnh các bạn cả. Tôi là Thích Cười vờ lỡ. Còn cái nịt. Tôi là Cười ỉa. Xin chào và chúc ngủ ngon.